Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay chủ nhật ngày 27 tháng 6 của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội thảo trực tuyến công bố kết quả điều tra tổn thương do biến đổi khí hậu và giải pháp giảm nhẹ thích ứng với biến đổi khí hậu. Yên Châu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp. Kết quả khả quan trong tiêu thụ vụ xoài năm nay ở Mường La. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, không để dịch bệnh từ bên trong lây lan ra các huyện tỉnh lân cận và ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh củng cố các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, ra soát cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị, nhân lực, trang thiết bị để kịp thời đề xuất với ban chỉ đạo tỉnh, xem xét quyết định đảm bảo đáp ứng yêu cầu tình hình diễn biến của dịch bệnh. Đó là tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh hiện nay và thời gian tới. Theo đó, người đứng đầu các sở ban ngành của tỉnh tập trung chỉ đạo quán triệt cán bộ công chức, người lao động của cơ quan đơn vị mình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh như không đi ra khỏi địa phương nếu không thật sự cần thiết, không tổ chức hội họp nếu thật sự không cần thiết, không tụ tập quá số lượng người quy định 30 người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thường xuyên sát khuẩn. Phải chủ động tham mưu với chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh các biện pháp phòng chống dịch. Chính sách hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch theo lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu dịch bùng phát thuộc lĩnh vực phụ trách mà trước đó không có tham mưu đề xuất, nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện chủ động giám sát và có biện pháp đối với những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đến khám điều trị tại các cơ sở y tế, có biện pháp phòng hộ, bảo vệ các bác sĩ, nhân viên y tế làm tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn cho các y bác sĩ và bệnh nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố ra soát, chấn chỉnh các ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cơ sở còn có thái độ lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, xác định việc chống dịch như chống giặc và cá nhân người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân khi để dịch bệnh bùng phát tại địa phương mình và tất cả thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo. Ngày 26 tháng 6, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu đã đến kiểm tra và làm việc với xã Trường Sơn về công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện tại, tiểu khu 19 tháng 5 xã Trường Sơn có 211 hộ, 911 nhân khẩu. Các loại nông sản của bà con trong tiểu khu đã và đang đến kỳ thu hoạch, gồm 20 hecta lúa sản lượng khoảng 140 tấn, 6 hecta bí xanh dự kiến thu hoạch 10 tấn quả một ngày, 19,5 hecta chè thu hoạch khoảng 7 đến 8 tạ chè búp tươi trên ngày. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, lãnh đạo huyện Mộc Châu đã yêu cầu các cơ quan chức năng và xã Trình Sơn thành lập các điểm thu gom nông sản giúp các hộ dân tiểu khu 19 tháng 5 thu hoạch và tiêu thụ nông sản trong thời gian thực hiện cách ly triển khai các phương án cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt hàng ngày, giúp người dân yên tâm thực hiện cách ly y tế. Lực lượng cán bộ y bác sĩ ngành y tế tiếp tục triển khai lấy mẫu, gửi xét nghiệm những trường hợp liên quan tới trường hợp nghi F0, ra soát các trường hợp được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 để lập danh sách, đề nghị huyện phê duyệt triển khai tiêm ngay khi có vaccine. Huyện cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên loa phát thanh huyện, xã, bản, tiểu khu để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về cách ly y tế. Thưa quý vị, điện là nhu cầu sử dụng thiết yếu của con người. Quý vị và các bạn hãy thử hình dung xem, nếu một tổ vận hành lưới điện bị mắc Covid-19 thì chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào khi thiếu điện. Chính vì vậy, mỗi khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, ngành điện Sơn La đã kích hoạt các giải pháp lên mức cao nhất để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên phục vụ công tác cấp điện an toàn ổn định. Trung tâm điều khiển xa một trong những cơ quan đầu não của ngành điện có nhiệm vụ vận hành các trạm biến áp không người trực đã được cách ly tập trung, riêng biệt để phục vụ công tác phòng dịch. Barre giãn cách được thiết lập, quy trình vận hành đảm bảo phòng chống dịch được kích hoạt, công tác chỉ đạo điều hành từ xa cũng được đơn vị đẩy mạnh trong những ngày này. Địa lực thành phố đã tổ chức tốt cái việc trực vận hành 3K 4 kíp theo chỉ đạo và đã cách ly theo nội dung và đã đảm bảo cung cấp điện uh, an toàn liên tục. Trong tình hình hiện nay, công ty Điện lực Sơn La đặt ra hai mục tiêu quan trọng là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhu cầu chính trị, kinh tế xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Hai là đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị và an toàn sức khỏe cho tất cả công nhân viên. Để đảm bảo mục tiêu trên, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp theo chỉ đạo phòng chống dịch của chính phủ và của địa phương, nâng mức phòng dịch lên mức độ cao chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo mức độ dịch bệnh tại địa phương cho các bộ phận sản xuất của đơn vị, đặc biệt là lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất như bộ phận trực vận hành, bộ phận quản lý vận hành, bộ phận ghi chữ, thu ngân, chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, các trạm trong 10 các bộ phận trực vận hành, các điểm thu tiền điện như phun khử khuẩn thường xuyên, sử dụng các biện pháp phòng chống dịch cá nhân như cồn rửa tay, bảo hộ, chuẩn bị sẵn sàng tại các khu vực cách ly nhằm bảo vệ người lao động tại một số bộ phận đặc biệt như trung tâm điều khiển xa, trực vận hành các trạm trong 10, trực vận hành các điện lực, trực vận hành các nhà máy thủy điện. Bên cạnh đó thì công ty cũng chú trọng đảm bảo cung điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly điều trị bệnh nhân Covid, các khu vực này được ưu tiên cấp điện đặc biệt. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã ra đã thực hiện phương, phương án phòng chống dịch ở mức độ cao. Với sự nỗ lực của ngành điện trong nhiệm vụ sản xuất và đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, từ khi có dịch xuất hiện đến nay, công tác cung cấp điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương luôn được đảm bảo thông suốt. Ngày 26 tháng 6, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền Vững SAD đã phối hợp với huyện Thuận Châu tổ chức hội thảo trực tuyến công bố kết quả điều tra tổn thương do biến đổi khí hậu và giải pháp giảm nhẹ thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Thuận Châu qua 5 điểm cầu tại thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu và các xã Nậm Lầu, Bon Phạng và Mũi Nội. Dự hội thảo có đại diện vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trường Đại học Tây Bắc và một số sở ngành liên quan. Dự án giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại vùng Tây Bắc được tiếp nhận và triển khai tại các xã Muội Nội, Bon Phạng, Nậm Lầu và Trường Pha, huyện Tuần Châu trong giai đoạn 2021-2023 do tổ chức bánh mì cho thế giới tài trợ. Kết quả nghiên cứu biến động của các yếu tố khí hậu tại huyện Thuận Châu trong 20 năm cho thấy nhiệt độ số ngày nắng trong năm đã tăng gấp từ 3 đến 4 lần. Từ 2 ngày tới khoảng 7 ngày, nhiệt độ trung bình tăng khoảng 0,8 độ C. Tổng lượng mưa hàng năm khoảng 150 mm nhưng lại có sự phân bố mưa khắc nghiệt hơn, gây ra hạn hán thường xuyên hơn. Số ngày bị ảnh hưởng bởi bão tăng gấp 3 lần. Hạn hán kéo dài hơn khoảng 10 ngày, từ đầu tháng 3 cho tới nửa cuối tháng 3. Các yếu tố khí hậu đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp như hạn hán làm nhiều diện tích cà phê bị mất mùa hoặc chết trong thời điểm cà phê ra hoa từ tháng 2 đến tháng 4. Cà phê bị chết do sương muối, người dân thiếu nguồn nước sinh hoạt sản xuất, hệ thống nước bị hư hỏng do mưa lũ lớn. Để thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, Trung tâm SAD đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Tuấn Châu cùng bốn xã vùng gián triển khai các mô hình nông nghiệp thông minh như lúa, khoai sọ thích ứng với khí hậu, trắng giống lúa nếp bản địa, trồng sen cây gỗ bản địa, sen cỏ và cà phê và nuôi gà bản địa thuận theo tự nhiên. Trong 6 tháng đầu năm nay, trung tâm SAD đã tổ chức các diễn đàn về vai trò rừng, dịch vụ môi trường rừng, tổ chức các lớp tập huấn và xây dựng các mô hình trình diễn canh tác khoai sọ, cà phê bền vững, triển khai trồng cây lâm nghiệp phân tán trên nương, đánh giá cung cầu nước tại 16 bản dự án, thành lập 16 nhóm nông dân cùng sở thích và quỹ tiết kiệm thôn bản là một trong những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp mai sơn có vùng nguyên liệu chế biến đa dạng dồi dào về sản lượng như cà phê ken quả do đó thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chế biến được đặc biệt quan tâm ưu tiên chọn lọc các dự án chất lượng sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường xây dựng liên kết sản xuất nông nghiệp khép kín bền vững giải quyết vấn đề được mùa mất giá được giá mất mùa cho nông dân Giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Mai Sơn có 59 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm 20 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, 28 dự án lĩnh vực dịch vụ thương mại, 11 dự án sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến, sản xuất và khoáng sản. Với tổng vốn đăng ký gần 1.600 tỷ đồng, đến nay có 37 dự án đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh, 19 dự án đang triển khai hoàn thiện các bước thủ tục để đầu tư xây dựng. Huyện đã tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, tuyên truyền phát triển vùng nguyên liệu cho các dự án liên quan đến lĩnh vực chế biến nông sản. Các dự án thu hút đầu tư đi vào sản xuất kinh doanh đã tạo việc làm cho khoảng 500 lao động với thu nhập bình quân khoảng 4 đến 5 triệu đồng một người trên tháng. Với định hướng xây dựng huyện thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, huyện mai sơn tiếp tục phối hợp với các sở ngành của tỉnh tăng cường thu hút đầu tư phối hợp kiểm tra đối với các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh kiên quyết xử lý đối với các dự án gây ô nhiễm môi trường sử dụng đất không hiệu quả nợ thuế kéo dài dự án không thực hiện đúng cam kết theo các nội dung đã được chấp thuận của cấp có thẩm quyền đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn tạo môi trường an ninh chính trị ổn định giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100% thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đó là những kết quả đạt được ở huyện Quỳnh Nhai trong việc duy trì và triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Nhai đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 8.500 hồ sơ thuộc các lĩnh vực nội vụ, tài nguyên môi trường, lao động thương binh xã hội, tư pháp, tài chính kế hoạch, kinh tế hạ tầng, công an, văn hóa thông tin, giáo dục, trung tâm y tế. Tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%. Thực hiện đạt 0,63% hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Việc duy trì và thực hiện phần mềm quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được các cơ quan đơn vị và các xã thực hiện hiệu quả. Trên 90% cán bộ công chức viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm tiếp nhận và xử lý công việc trên mạng Internet Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng thư điện tử đạt trên 90%. Thời gian qua, huyện Yên Châu luôn quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, triển khai nhiều giải pháp tích cực để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, chỉ số cải cách hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ chức doanh nghiệp đến giao dịch. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã tiếp nhận và giải quyết trên 29.700 hồ sơ, trong đó trả đúng hẹn gần 28.900 hồ sơ, chưa đến thời gian hẹn trả gần 690 hồ sơ, không có hồ sơ trả chậm, muộn. Tôi đã đến bộ phận một cửa để làm quyền sử dụng đất nên là sau 15 ngày thì tôi nhận được hồ sơ kết quả. Nên là cũng đến đây thì các nhân viên cũng hướng dẫn nhiệt tình, cũng không có vương mắc gì. Cùng với giải quyết tốt các thủ tục hành chính, huyện Yên Châu triển khai tốt chính sách đất đai, quy hoạch khu vực sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã được thuê đất, thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, giảm tiền thuê đất, ưu đãi về thuế đất đối với các hợp tác xã mới thành lập, có chính sách ưu đãi riêng đối với các hợp tác xã nông nghiệp. Đối với các tổ chức doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân có nhu cầu đầu tư tìm hiểu đầu tư trên địa bàn huyện thì chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện các cái quy định của pháp luật với đai về thu hút khuyến khích các nghị quyết của của tỉnh các quy định của tỉnh để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư đảm bảo uh, hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện mà đáp ứng được các uh, quyền và lợi của nhà đầu tư Hiện nay, huyện Yên Châu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, hiệu quả, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, quyết tâm thay đổi 3 chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI, có điểm số thấp trong năm 2020. Đó là hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình, hiệu quả về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, minh bạch thông tin và đối xử công bằng. Đối với lại năm 2021, thì huyện sẽ tập trung nâng cao các cái chỉ số năng lực cạnh tranh trong đó có ba cái chỉ số là đang ở mức dưới mức trung vị Đấy thì sẽ tập trung chỉ đạo để nâng cao các cái chỉ số đó để thu hút đầu tư đối với lại các cái doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tiếp tục triển khai mở rộng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại. Sau khi thu hoạch xong lúa vụ xuân, vào thời điểm này các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu đang tập trung nhân lực làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Để hoàn thành việc gieo vụ mùa trong khung thời vụ, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chỉ đạo các xã chủ động tuyên truyền bà con thu hoạch đến đâu, làm đất ngay đến đó để thực hiện sản xuất theo đúng tiến độ, theo dự kiến vụ mùa năm nay, bà con nông dân huyện Thuận Châu sẽ gieo cấy 1.950 ha lúa, đồng thời tiếp tục sử dụng các giống lúa có năng suất, chất lượng gạo tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng như 8797, PC15, HANA, Bắc Hải, ADI và dự kiến đưa vào một số giống lúa mới khác. Hiện nay, bà con nông dân đã làm đất đạt 80% diện tích. Đối với một số xã có nền nhiệt cao như Triềng La, Mường Bám, É Tòng đã tiến hành cấy mạ đạt 100%. Chương trình thời sự xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả khả quan trong tiêu thụ vụ xoài năm nay ở Mường La. Phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu động lực phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có đó làm cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển sâu rộng, có sức thu hút và lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận, trung sức, đồng lòng của cán bộ hội viên nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tỉnh Sơn La tập trung nguồn lực hỗ trợ cho nông dân phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng phát triển xanh, nhanh và bền vững, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vận động nông dân liên kết để xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với thực tiễn tại địa phương phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn kinh tế trang trại gia trại để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ quảng bá nông sản hàng hóa cho nông dân thông qua việc làm cầu nối liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân giữa nông dân với các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ nông dân yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh thông qua hợp đồng hợp tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nông dân hình thành các diễn đàn của nông dân để trao đổi kinh nghiệm khoa học kỹ thuật thông tin thị trường nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết đạt hiệu quả kinh tế cao Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhưng với việc thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, vừa quan tâm thúc đẩy việc liên kết cũng như kết nối với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm nông sản cho người dân, vụ xoài của huyện Mường La năm nay đã đạt được những kết quả khả quan với hơn 4.000 tấn xoài đã được tiêu thụ ở thị trường trong nước và trên 1.100 tấn xoài được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Có mặt tại vườn xoài của gia đình chị Lò Thị Ủy ở tiểu khu 2 xã Mường Bú, Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng không khí lao động tại đây vẫn rất nhộn nhịp. Mỗi người một việc. Với chị em phụ nữ khéo tay thì được giao việc cắt xoài, còn các anh thanh niên sức vóc thì được giao nhiệm vụ thu gom và vận chuyển xoài đến điểm tập kết. Tại các điểm tập kết có người lựa chọn phân loại đóng thùng theo đúng quy cách. Đây là lô xoài đầu tiên của gia đình hái để phục vụ xuất khẩu. Dù giá cả còn thấp do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng thời điểm này có được đầu ra cho sản phẩm là tôi thấy phấn khởi rồi. Mường La hiện có hơn 1.900 hecta xoài tập trung tại các xã Tạ Bú, Mường Bú, Triềng San, Pi Tong, Triềng Hoa, Mường Chùm, Nậm Păm, Triềng Lao, thị trấn Ít Ong. Trong số này, 1.250 hecta đã cho quả. Nhằm bảo đảm sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản giúp các hợp tác xã và bà con nông dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Mường La đã ban hành kế hoạch sản xuất tiêu thụ nông sản trong đó có quả xoài. À, năm nay thì tôi đánh giá của chất lượng xoài năm nay thì đạt tiêu chuẩn mà dân làm theo cũng rất là tốt. Quả xoài rất là đẹp nhưng mà này bị Covid thì nó lại không được giá. Còn năm nay thì thì cũng phấn khởi là rẻ thì rẻ vẫn bán được. Cho nên là bà con vẫn như hợp tác xã cũng rất là phấn khởi. Đến thời điểm này, huyện Mường La đã tiêu thụ trong nước hơn 4.000 tấn và xuất khẩu hơn 1.100 tấn xoài, trong đó xuất khẩu theo đường chính ngạch sang thị trường Trung Quốc khoảng hơn 1.000 tấn. Huyện đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm kiếm kết nối với các doanh nghiệp thu mua xoài để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã trong huyện gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản với các doanh nghiệp, nhà phân phối tại thị trường trong và ngoài nước. Riêng đối với chương trình xuất khẩu thì đặt ra cái kế hoạch phối hợp với các hợp xã và đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu trong và ngoài nước đã tập trung ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm khoảng trên 1 nghìn tấn với sự năng động sáng tạo của người dân trong sản xuất, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương trong việc tiêu thụ xoài cho bà con, hy vọng vụ xoài của nông dân Mường La năm nay được mùa vẫn được giá, kể cả khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, góp phần đẩy mạnh phát triển trồng cây quả trên đất dốc, tạo thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin. Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra nhiều vụ đá lăn từ đồi núi cao gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo thống kê từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn thành phố Sơn La đã xảy ra 5 vụ đá lăn nghiêm trọng làm một người chết, hai người bị thương, 5 nhà ở của dân bị hư hỏng, trong đó hai nhà bị sập đổ hoàn toàn. Cùng với đó là nhiều đoạn công trình giao thông và diện tích cây trồng của người dân bị hư hỏng, vui lấp, ước tính thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của đá lăn khoảng 1 tỷ đồng. Trước mùa mưa lũ năm nay, thành phố Sơn La đã xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao xảy ra đá lăn, đồng thời tổ chức di rời khẩn cấp 4 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở đất đá lăn đến nơi an toàn. Cùng với việc xây dựng phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ, thành phố cũng chú trọng công tác phòng tránh nguy cơ đá lăn trên địa bàn. Tin nắng nóng do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 28 tháng 6 ở tỉnh Sơn La ở các khu vực các huyện là Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Yên Châu, Phú Yên, Thuận Châu và số Cộp đã có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1. Trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tỉnh Sơn La đã và đang có sự chuẩn bị tích cực và có phương án khả thi để cùng với cả nước sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học thông năm nay trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quan chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm thi đảm bảo thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chú trọng công tác giả soát kỹ lịch sử đi lại, tiếp xúc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã đề xuất tham gia coi thi, của thí sinh tham dự kỳ thi trong thời gian từ ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 đến khi tổ chức kỳ thi, xác định các trường hợp đi về từ vùng dịch hoặc có liên quan tới người đi về từ vùng dịch để kịp thời có phương án ứng phó với các tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Bố trí phòng thi dự phòng cho các trường hợp cán bộ làm thi và học sinh có dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh trong quá trình thi, phối hợp với cơ quan y tế địa phương chuẩn bị điều kiện và tổ chức tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh của ngành y tế ra soát số lượng thí sinh đăng ký dự thi thuộc diện F0, F1, F2 của điểm thi. Các thí sinh không thể dự thi vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 7 năm 2021. Tổng hợp và báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo để các thí sinh được dự thi vào đợt thi thứ hai theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết trường hợp các thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không thể dự thi đợt 1 thì sẽ được dự thi đợt 2 thời gian tổ chức thi đợt hai sẽ được bộ giáo dục và đào tạo thống nhất trên cơ sở đề xuất của các địa phương và tình hình thực tiễn về diễn biến dịch bệnh trong đó bảo đảm công bằng quyền lợi cho các thí sinh giữa các đợt thi nhất là quyền lợi trong công tác tuyển sinh đào cao đẳng vì vậy các thí sinh cũng như phụ huynh có thể yên tâm không quá lo lắng nếu không thể dự thi đợt một phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ và giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học thông năm nay, đoàn thanh niên trường cho phổ thông Mộc Lị và đoàn thanh niên thị trấn Mộc Châu đã tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ tiếp sức mùa thi. Chương trình đã mang lại hiệu ứng tích cực góp phần giáo dục cán bộ đoàn viên thanh niên về ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Ngày cuối tuần, ngày từ sáng sớm, điểm rửa xe thanh niên tình nguyện tại sân trung tâm truyền thông văn hóa huyện Mộc Châu đã rộn ràng với màu áo xanh tình nguyện. Với tinh thần trách nhiệm cao nên dù là nghiệp dư nhưng đoàn viên luôn làm việc hết mình, chú đáo. Để thu hút sự ủng hộ của nhân dân, mỗi buổi rửa xe, đoàn thị trấn và đoàn trường trung học phổ thông Mộc Lị đều thông báo để người dân biết, đồng thời nêu rõ mục đích và động quỹ để làm gì, giúp đỡ đối tượng nào. Việc thống kê tiền ủng hộ đều được công khai để mọi người dân nắm được. Nhờ vậy, ngoài trả tiền rửa xe, người dân còn ủng hộ cho mô hình từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Được biết là hôm nay phong trào thanh niên tình nguyện của trường và thị trấn tổ chức cái chương trình để xe gây quỹ từ thiện cho mùa thi. Thì tôi thay mặt cho cả đội mang xe của cả đội ra để ủng hộ các em. cũng mong là có thể gây được một số quỹ nhỏ nhỏ trong mùa thi năm nay hoàn thành tốt đẹp không chỉ nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình từ đoàn viên thanh niên, chương trình rửa xe gây quỹ tiếp sức mùa thi còn được người dân trên địa bàn ủng hộ. Chương trình sẽ được tổ chức vào những ngày cuối tuần và toàn bộ nguồn quỹ thu về sẽ được trao tặng cho học sinh khó khăn và hỗ trợ các thí sinh và người thân trong những ngày thi sắp tới. Chúng em sẽ dành những phần tiền đó, có thể là dành những suất cơm trưa cho các bạn học sinh khó khăn. Thì bọn em còn dành số quỹ đó để có thể mua bút này, sách vở này, thước bút trì để có thể ở ngay ngoài cổng trường những bạn nào thiếu thì có thể ra ngay đó lấy. Nhưng anh nghĩ đây cũng là một phần quà rất là ý nghĩa để có thể động viên các bạn vào những ngày thi căng thẳng. Với mục đích nhân văn, chương trình rửa xe tình nguyện đã lan tỏa những việc làm hay hành động đẹp của tuổi trẻ Mộc Châu cùng góp sức trẻ của mình để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra thành công và đạt kết quả cao. Ngày 26 tháng 6, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung phổ thông quốc tế Bình Minh đã tổ chức tập huấn về chương trình giáo phát triển năng lực cho tập thể cán bộ giáo viên. Tại buổi tập huấn, các cán bộ giáo viên nhà trường được trao đổi và tiếp nhận thông tin từ những chuyên đề mới trong việc cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống, kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, vận dụng dạy học theo tình huống, vận dụng dạy học định hướng hành động, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo, chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn, bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh trong năm học tới đây và các năm tiếp theo. Thực hiện tháng nhân đạo năm 2021 với chủ đề vì một cộng đồng an toàn, hội chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Tòng Văn Cân thuộc diện hộ nghèo ở bản Bó, phường Trương An, thị xã Sơn La. Hội chữ thập đỏ thành phố đã trao tặng số tiền trị giá 20 triệu đồng từ nguồn quỹ ủng hộ của các cơ quan, phòng ban đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các nhà trường trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình ông Cân xây nhà. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường An cũng đã trao 5 triệu đồng từ nguồn quỹ phụ nữ nghèo cho gia đình. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể thao gương mắc Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 thông qua cuộc vận động nhằm vận động nhân dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe thể chất. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 ở các địa phương trong toàn tỉnh và các ngành giáo dục và đào tạo, quốc phòng, công an tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao tăng cường hợp tác quốc tế về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền thể dục thể thao tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới những năm qua, huyện Sóc Cộp đã tập trung lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Đến nay, 100% xã đã xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ, 100% xã được luyện tập diễn tập theo phương án phòng thủ huyện. Trong thời gian qua, huyện Sóc Cộp đã tổ chức thực hành hai cuộc diễn tập cấp huyện, 23 cuộc diễn tập cấp xã. Thông qua công tác diễn tập, năng lực lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy điều hành, thực hành chiến đấu và phục vụ chiến đấu của đội ngũ cán bộ các cấp, các tổ chức đoàn thể được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục chủ động xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, huyện Sóc Cộp tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế xã hội, mạnh về quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tại đây chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền Hình Sơn La cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Ngày nắng, vùng thấp có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Độ ẩm 50 đến 98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 24 đến 35 độ thành phố Sơn La 23 đến 32 độ. Mường La 25 đến 36 độ. Mai Sơn 22 đến 31 độ. Yên Châu 25 đến 36 độ. Sông Mã 25 đến 35 độ. Bắc Yên 23 đến 32 độ. Phú Yên 26 đến 38 độ. Mộc Châu 21 đến 31 độ. Sóc Cộp 25 đến 35 độ. Vân Hồ 21 đến 31 độ. Thuận Châu 24 đến 35 độ. để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập không tụ tập đông người khai báo y tế